Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến bài học tiếp theo trong chương trình Fashion Marketing, là marketing trong ngành bán lẻ thời trang. Tôi là Phan Anh. Và bài học hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bước cơ bản để các bạn tham khảo và quyết định trước khi nhận nhượng quyền một cái thương hiệu thời trang hoặc một cái thương hiệu bán lẻ nào đó. Ví dụ như trong ngành fast food chúng ta thấy cái việc nhượng quyền rất là phổ biến. Thì trong ngành thời trang bây giờ cũng vậy. Thì đây là một số bước cơ bản. Tất nhiên là các bước này thì tôi cũng có tham khảo trên mạng, kết hợp với tôi là kinh nghiệm có rất là nhiều năm học về luật. Như các bạn biết là tôi có 2 bằng đại học luật. Tất nhiên là tôi học để cho nó biết thôi và để phục vụ công việc kinh doanh của mình tốt, tôn trọng pháp lý và tôn trọng hợp đồng. Thế cái câu chuyện mà các cái bước như thế này thì tôi cũng có tham khảo ở trên mạng, cụ thể những cái trang tôi tìm kiếm thấy. Thì ngoài ra thì tôi cũng sẽ đưa ra những quan điểm của mình. Bước thứ nhất đấy là chúng ta cần phải đánh giá cái nhu cầu của chính bản thân chúng ta. Chúng ta đánh giá cái nhu cầu của chúng ta là như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta muốn gì, chúng ta có tài chính ra sao, chúng ta có kinh nghiệm như thế nào, chúng ta có nên thành lập doanh nghiệp hay không, chúng ta đánh giá như thế nào về cái cơ hội kinh doanh đó để chúng ta trước khi chúng ta quyết định là có nhận nhượng quyền hay không và chúng ta có làm đối với mảng nhượng quyền hay không. Thế thì bạn cần phải đánh giá chính cái năng lực nội tại của mình để từ đó các bạn có những thông số về nhân sự, thông số về tài chính, thông số về quá trình kinh doanh hay là thông số về cái kinh nghiệm để chúng ta làm việc. Thứ hai là chúng ta sẽ lựa chọn những cái thương hiệu để mà nhượng quyền, bởi vì có rất là nhiều những cái thương hiệu khác nhau, thương hiệu A, B, C, X, Z vân vân kiểu như thế. Thì những cái thương hiệu như thế này chúng ta sẽ có những cái sự so sánh, có sự đánh giá xem là mức độ đầu tư, mức độ sinh lời, mức độ cam kết, rồi thì cái sự hỗ trợ của cái thương hiệu mẹ như thế nào, đúng không? Thì chúng ta phải lựa chọn cái thương hiệu, chúng ta phải lựa chọn những cái đơn vị mà người ta nhượng quyền như thế nào, được chưa? Bước tiếp theo đấy là chúng ta phải tìm hiểu kỹ về mô hình kinh doanh và công ty nhượng quyền đó, ví dụ như là thương hiệu này, ví dụ như năng lực này, lịch sử này, doanh số này, vân vân vân. Thì các bạn có thể phải tìm hiểu kỹ, rồi thì cái chiến lược phát triển, rồi thì những cái năng lực nòng cốt của thương hiệu, rồi thì chúng ta cũng phải xem là văn hóa, môi trường của cái doanh nghiệp đó, và đặc biệt là chúng ta quan tâm đến cái quy định của cái nội quy về hợp đồng nhượng quyền của mình như thế nào. Tiếp theo đấy là chúng ta cũng sẽ đánh giá cái tình hình thực tế bằng phương pháp là chúng ta tìm hiểu kinh nghiệm. Ví dụ như là chúng ta sẽ trải nghiệm sản phẩm này, và chúng ta sẽ đến các cửa hàng của cái thương hiệu đó, chúng ta xem này, chúng ta hỏi những cái đơn vị đã nhận nhượng quyền rồi xem bán như thế nào này, vân vân vân. Chúng ta phải tìm hiểu kỹ để chúng ta trước khi ra quyết định, đúng không? Sau đó thì bước tiếp theo là chúng ta cũng có thể là phải học hỏi những cái kinh nghiệm những người đã làm kinh doanh trong ngành thời trang, trong ngành bán lẻ và cũng đang nhận nhượng quyền thì sao, kinh doanh có tốt không, vướng mắc là gì, có khó khăn là gì, cái lời khuyên là gì. Chúng ta nên nói chuyện với khoảng 3 đến 5 người đã nhận nhượng quyền có thể thành công hay thất bại để học hỏi những kinh nghiệm của họ, nhất là trong ngành thời trang, đúng không? Tiếp theo đấy là chúng ta cũng sẽ tìm kiếm những cái vấn đề về tài chính, đầu tư về tài chính, về địa điểm, về concept để chúng ta bắt đầu nhận nhượng quyền. Chúng ta thảo luận về các cái yếu tố về của năng lực nội tại cũng như là yêu cầu của phía nhượng quyền, bởi vì nhượng quyền là một cái quá trình đàm phán và hai bên cũng sẽ đàm phán với nhau rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như này, các yếu tố về các cái điều khoản hợp đồng, điều khoản tài chính, điều khoản về nhân sự, bí quyết kinh doanh, sự hỗ trợ công ty mẹ, vân vân. Chúng ta tìm rất là nhiều như vậy. Sau đó chúng ta sẽ thuê một luật sư để review, xem lại cái hợp đồng cho chúng ta để chúng ta ký hợp đồng, bởi vì hợp đồng cũng tương đối là khó khăn, vất vả, bởi vì chúng ta đặt bút vào ký là chúng ta sẽ phải theo nó và chúng ta sẽ phải ném ra một số tiền khá là lớn. Vì vậy là chúng ta cần phải quan tâm đến những vấn đề này, khu vực nhượng quyền này, mình có được độc quyền hay không này, mình có được nhượng quyền lại hay không này, Đấy, mình có cái phí nhượng quyền là bao nhiêu tiền này, có miễn phí trong năm đầu tiên hay không này, các khoản quy định khác vân vân. Sau đó thì chúng ta bắt đầu đến cái quá trình có một cái sự trợ giúp của các cái bộ phận cố vấn về pháp lý cũng như bộ phận cố vấn về kinh doanh để thực thi cái hợp đồng nhượng quyền đó. Ví dụ như là đào tạo về nhượng quyền này, tuyển dụng nhân sự này, tìm kiếm mặt bằng này, thuê mướn các nhà cung cấp này để tiến hành mở các cái điểm nhượng quyền 1, 2, 3, 2, 4 của cửa hàng theo với quy định của hợp đồng lộ trình nhượng quyền của chúng ta. Thì đấy là tôi cũng xin phép là giới thiệu sơ lược một số các cái bước cơ bản. Tôi cũng nói luôn là các bước này thì tôi cũng tham khảo trên mạng, các bạn có thể tìm thêm để các bạn học hỏi, và tôi kết hợp với cái kinh nghiệm của tôi là nhượng quyền là một cái cách rất là tốt để chúng ta làm. Các bạn nên tìm hiểu những cái thương hiệu nó uy tín, cái sản phẩm nó phù hợp và cái mức đầu tư nó không quá lớn, rủi ro thấp, chúng ta phải đánh giá hết những điều đó, được chưa? Và đặc biệt là chúng ta phải review cái hợp đồng rất là chặt chẽ, bởi vì rút xa là gà chết đấy. Thời bây giờ là thời của hợp đồng đấy, không phải thiết kế gì là phí đâu. Vâng, rất là cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn anh chị.